Bằng những việc làm hiệu quả, Hội Người Cao Tuổi Phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương luôn là điểm sáng, là tấm gương trong việc quan tâm đến người cao tuổi. Những ngày này, các hội viên của Hội Người Cao Tuổi Phường Việt Hòa luôn tất bật lên danh sách để đến những hộ gia đình, trao những phần quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, ốm đau bệnh tật, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đối với những người cao tuổi thực sự khó khăn, thì chúng tôi đặt vào cái niềm tin và tin tưởng vào cơ sở chủ yếu các chi hội. Khi mà chúng tôi đã được thông tin thì chúng tôi yêu cầu cái đội chăm sóc tự nguyện đến để động viên, thăm hỏi và giúp đỡ những cái người cao tuổi cô đơn. Và hàng năm là chúng tôi quan tâm bằng cái vật chất là tặng quà, kêu gọi các cái nhà hảo tâm để tập trung nguồn vốn tặng quà nhân cái dịp mùng 1 tháng 10, tháng 10 và cái tháng hành động về người cao tuổi là cái tháng 10 và dịp Tết Nguyên Đán. Chăm sóc, phát huy người cao tuổi làm trọng tâm là phương châm làm việc của Hội Người Cao Tuổi Phường Việt Hòa. Bằng những việc làm thiết thực chăm lo đến người cao tuổi trên địa bàn, Hội Người Cao Tuổi Phường Việt Hòa luôn được đánh giá cao trong công tác hội. Hội cũng đã vinh dự nhận được nhiều bằng khen từ Trung ương hội cho tới địa phương.